chào quý vị độc giả của ngôi sao.net. Hôm nay thì xin mời mọi người vào tham quan nhà của Hoàng Oanh nhé. Căn hộ này thì nhỏ thôi, khoảng 66m², có 2 phòng ngủ và tọa lạc tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Thì Oanh mua căn nhà này cũng từ năm 2016 rồi, và 2017 thì dọn vào ở đến tận bây giờ. Nhưng mà lâu lâu thì cũng có mời gia đình qua ăn tối cùng cho vui, thì ở một mình cũng hơi buồn. Thật ra thì Oanh rất là thích đọc sách, và cái này ban đầu nó chỉ là một bức tường trống thôi, và anh đã đặt bên thiết kế thi công một cái tủ sách gọi là to hết nguyên tường này luôn, chứ không phải là chỉ là một cái kệ sách nhỏ, để mình có thể bỏ tất cả những cuốn sách mà mình yêu thích, cũng như là những cái món quà, những cái vật trang trí mà mình thích lên trên tường. Thật ra thì mình thấy cái kệ này ở nhà của anh Đức Trí nên bắt chước. Đây là tấm hình mà anh rất là yêu thích chụp cùng với mẹ và em gái. Thì anh cũng khá là thích du lịch, cho nên là cũng sưu tầm rất là nhiều sách về du lịch ở các nước. Bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều những cái sách về kỹ năng mềm, hay là về những cái bài học trong cuộc sống. Còn đây thì quá nhiều là gấu bông, các thứ là của các fan tặng. Đây là một cái góc mà bàn ăn, nhưng thực tế thì anh cũng hay ra đây ngồi để làm việc. Và lâu lâu thì cũng cắm hoa một tí cho nó phụ nữ. Và đây là món quà mà anh thích nhất trong số tất cả những món quà của fan, là một cái căn nhà biệt thự có hồ bơi 3 tầng, phòng tập gym, phòng ăn, phòng đọc sách, xích đô, các thứ, piano. Rất là giàu. Mà đây là một cái ước mơ mà mình chưa thực hiện được, cho nên là cứ phải để ở đây trước mặt mình làm việc, cố gắng làm việc để mà tới một ngày có thể mua được một căn biệt thự đẹp như vậy. Đây là không gian phòng ngủ của anh, thì anh trang trí cũng khá là đơn giản. Nhưng mà cái mà nhiều nhất trong phòng ngủ này là hình và tranh ảnh. Tại vì anh rất là quý những cái kỷ niệm trong những cái chuyến đi du lịch của mình, hay là những cái dịp mà mình có thời gian cùng đi chơi với bạn bè hay là gia đình. Thì đó là những cái bức tranh ở trên tường, là những cái nơi mà đi mà mình thấy hạnh phúc nhất. Thứ nhất là ở trên sân khấu, rồi thứ hai là ở Geneva, Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Paris, Pháp, Melbourne, Úc và Van der Ran của Tây Ban Nha. Thì căn phòng này nó cũng đơn giản, chỉ là một tông màu trắng, xám và hồng giống như là phòng khách của anh. Nhưng mà cái điều rất là thích ở đây, mọi người có thể thấy là đây là chiếc nón lá mà anh đi đâu, đi du lịch lúc nào cũng đội theo. Đây là bản đồ sao của các bạn fan đã đăng ký ở Mỹ từ rất là lâu cho mình cái bản đồ sao của chính mình, thì đây mình rất là quý. Đây là cái stretch map, là cái bản đồ cào á, giống như là cào trúng thưởng vậy đó. Nhưng mà ở đây là anh đi đến được nước nào rồi thì anh sẽ cào cái nước đó ra để mình biết là mình đã đến được đâu trên thế giới rồi. Tưởng là đi rất là nhiều, nhưng mà thật ra là bây giờ nhìn lại cả thế giới còn rất là rộng lớn và mình vẫn chưa đi hết. Nên là kế hoạch năm nay là mình đi 6 tháng đầu năm thì đã đi được 6 nước rồi. Mình chuẩn bị sẽ đi thêm Nhật cộng với Mỹ, nên là sẽ cố gắng xin visa nhanh nhất có thể. Còn đây thì khoe với mọi người một tí xíu là cô gái lâu lâu cũng rất là thơ thẩn, mộng mơ, dành thời gian thứ bảy chủ nhật đi vẽ với bạn bè. Đây là những bức tranh mà anh vẽ. Còn đây là một bức tranh mà anh rất là thích vẽ về ba cô bạn thân cùng đi du lịch với nhau, thì đó là Ái Phương, Oanh và My. Bây giờ bánh đang rất là thơm mọi người. Hôm nay Oanh làm bánh brownie lần đầu tiên luôn, cho nên là nếu mọi người có can đảm thì tí nữa Oanh mời các bạn camera và biên tập là những người đầu tiên ăn món bánh lần đầu tiên mình làm. Và đây là những con heo rất là đáng yêu, tại vì năm nay là năm heo á, cho nên mình mua thật là nhiều heo về nhà. Và tất cả những ai mà vào nhà anh thì phải bỏ cho heo ăn, lát nữa mọi người cũng vậy. Còn đây là món quà anh rất là thích, đặc biệt thích của fan luôn, là hai cái hình ảnh của Dung Đại Ca và Pha Lê trong Tháng Năm Rực Rỡ và Ước Hẹn Mùa Thu. Cảm ơn mọi người đã theo dõi anh từ nãy đến giờ. Thật ra thì đây là căn nhà có nhỏ xíu à, 66m² thôi, nhưng mà cũng dành dụm cả 10 năm mới mua được. Thì cũng hy vọng là trong thời gian sắp tới thì mình sẽ
lao động cực lực hơn, làm việc nhiều hơn để có khả năng mua được một cái nhà lớn hơn tí xíu nữa cho cả bố mẹ và các em ở cùng với nhau thì sẽ rất là vui. Chúc cho mọi người cũng sẽ có được một căn nhà thật là xinh, cũng như là một mái ấm gia đình thật là hạnh phúc. Và hẹn gặp lại mọi người ở những dịp sau nữa nếu anh có thêm căn nhà mới nha. Xin chào.